Hiện nay thì cái đợt dịch thứ tư này nó bùng phát tương đối toàn diện. Ở bên này thì phục vụ chủ yếu đi bốn cái tỉnh là Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Thì hiện nay bốn tỉnh này thì cũng là bốn cái tỉnh mà cũng có dịch. Do đó thì cái nhu cầu đi lại của hành khách cũng giảm đáng kể. Thế này so với thực tế thì khoảng giảm 80% lượng khách, và lượng xe thì hiện nay là giảm 70% so với trước kia. Còn về cái công tác phòng dịch thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các cái biện pháp phòng dịch. Cái thứ nhất là chúng tôi tuyên truyền liên tục trên loa phát thanh trong cái công tác phòng dịch, nhắc hành khách đeo khẩu trang nơi công cộng. Rồi trên bến chúng tôi bố trí 14 cái điểm trang bị cái nước sát khuẩn để phục vụ hành khách. Chúng tôi cũng yêu cầu là tất cả lái phụ xe thực hiện nghiêm túc cái công tác phòng dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉnh cái việc kê khai y tế đối với hành khách đi xe.